Thái Hoàng Lên đã và đang giữ vững vị thế là nhà phát triển và môi giới bất động sản hàng đầu Việt Nam. Thái Hoàng Lên chính thức trở thành công ty đại chúng vào ngày 30 tháng 12, 2020 với vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng, tiến tới niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2/2021. Tự hào là đơn vị tiên phong góp phần xây dựng nền móng cho dịch vụ môi giới và tư vấn bất động sản chuyên nghiệp với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác, đầu tư phát triển và phân phối các dự án bất động sản trung và cao cấp. Khát vọng trở thành nhà phát triển và môi giới bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, Thái Hoàng Lên còn đầu tư phát triển trung tâm đào tạo các chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản và quản lý bất động sản. Thái Hoàng Lên hiện là đối tác chiến lược của hàng loạt chủ đầu tư danh tiếng. Dẫn đầu về thị trường giao dịch sơ cấp tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sở hữu quỹ đất dồi dào tại các khu vực giàu tiềm năng, Thái Hoàng Lên đã và đang đầu tư phát triển danh mục các dự án trọng điểm, nổi bật là dự án căn hộ cao cấp Lavazza tại khu đô thị Nam Sài Gòn. Với quy mô gần 1.300 căn hộ cao cấp, dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Helios Coastal City tại Bãi Ông Lan, thành phố Phú Quốc, quy mô gần 55 hecta, dự án khu đô thị Gò Găng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô gần 1.500 hecta, cùng với đó là quỹ đất hơn 800 hecta đang trong lộ trình phát triển. Thái Hoàng Lên hiện sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với các chi nhánh quy mô tập trung không ngừng gia tăng. Thái Hoàng Lên hiện sở hữu đội ngũ hùng hậu hơn 3.000 chuyên viên quản lý giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng năng lực bán hàng vượt trội. Nhận được sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng sở hữu lượng data lớn với hơn 50.000 khách hàng thân thiết khắp cả nước. Trân trọng tinh hoa văn hóa nhân loại, tôn vinh tinh thần ham học hỏi, Thái Hoàng Lên đã sớm định hình và lan tỏa văn hóa đọc trong đời sống tinh thần của mỗi nhân viên. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của cộng đồng, Thái Hoàng Lên thường xuyên tổ chức tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, khuyến khích tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái. Nổi bật là các chương trình thường niên, ghế đá dành nguồn, tủ sách khải hoàn, hiến máu tình nguyện, ủng hộ miền Trung lũ lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo, thăm hỏi tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, cụ già neo đơn, tặng tủ sách cho trường trung học cơ sở Đa My Bình Thuận, trường Bù Cà Mau Bình Phước, ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19 và còn nhiều hoạt động chương trình lớn nhỏ khác. Đón đầu những cơ hội mới, tận dụng tiềm lực mạnh mẽ, Thái Hoàng Lên sẵn sàng vươn mình lên ngôi vị số 1 về thị phần phân phối bất động sản tại Việt Nam, đồng thời chinh phục sứ mệnh là nhà phát triển dự án hàng đầu với cam kết phát triển bền vững và có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Quang Bảo xin được chào đón tất cả quý vị khán giả, quý nhà đầu tư thông thái đang theo dõi qua kênh fanpage của Thái Hoàng Lên. Quý vị thân mến, có thể nói là trong năm 2020 và kéo dài cho tới tận ngày hôm nay của năm 2021, thì hai kênh đầu tư đó chính là bất động sản và cổ phiếu là hai kênh thu hút được rất nhiều những cái sự quan tâm của các nhà đầu tư trong khắp cả nước. Và ngày hôm nay thì trên kênh fanpage của Thái Hoàng Lên, như quý vị vừa chia sẻ, vừa theo dõi, thì chúng ta cũng đã được xem một cái đoạn video clip để giới thiệu đôi nét về công ty Thái Hoàng Lên cũng như là những điều sẽ xảy ra sắp tới về IPO cũng như là Thái Hoàng Lên sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán như thế nào. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà tôi tin là tất cả các nhà đầu tư đều rất là quan tâm. Những ai yêu thích bất động sản, những ai thích cổ phiếu sẽ rất quan tâm tới chủ đề này, đó chính là cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của Thái Hoàng Lên. Thì như thường lệ, để chúng ta đầu tư vào bất cứ điều gì thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian để mà nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về công ty đó, cũng như là những cái hoạt động kinh doanh, để chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta sẽ nên đầu tư như thế nào và nên đầu tư bao nhiêu tiền. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái cơ hội để mà cho tất cả quý vị ở đây được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp cùng với lại một người mà sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc của quý vị. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị thành viên hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc của công ty Thái Hoàng Lên, anh Nguyễn Thế Trung. Cảm ơn Quang Bảo và cũng xin gửi lời chào rất là trân trọng đến các anh chị đang theo dõi live stream ngày hôm nay. Rất là hy vọng hôm nay Trung sẽ cung cấp được rất là nhiều thông tin hữu ích cho các anh chị để các anh chị có thể tham gia đầu tư
trong cái thời gian sắp tới. Dạ. Yeah. Nhưng mà trước tiên chắc là chúng ta chưa, trước khi nói về rất là nhiều những câu chuyện bất động sản thì chắc là anh Trung sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về cái quá trình công tác của mình được không ạ? Trung thì xuất thân là về học về tài chính và cũng làm trong ngành tài chính ngân hàng khoảng hơn 10 năm. Sau đó tham gia lĩnh vực chứng khoán bất động sản trong vòng vài năm gần đây. Thì cũng được trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm của thị trường, cả thị trường tài chính lẫn thị trường bất động sản. Đó thì cũng có nhiều cái kinh nghiệm cũng hay và cũng nhiều cái câu chuyện đã từng gặp gỡ và trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trung ngày xưa đã từng làm việc là kêu gọi vốn từ nước ngoài về. Cũng được nghe rất là nhiều những cái chia sẻ tâm sự của những nhà đầu tư họ đã từng tham gia đầu tư tại rất là nhiều những cái thị trường mới nổi giống như Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, và cũng hy vọng sẽ có thể là giúp chia sẻ những câu chuyện đó đến quý anh chị trong ngày hôm nay. Như hồi đầu Quang Bảo có chia sẻ đó là ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái nhà đầu tư của chúng ta họ đang quan tâm tới cổ phiếu của Khải Hoàng Lan. Vậy thì để mà trước khi họ quyết định là họ đầu tư vào cổ phiếu của Khải Hoàng Lan thì chắc chắn là họ sẽ phải cần hiểu hơn về mô hình hoạt động cũng như là hướng phát triển trong thời gian sắp tới của Khải Hoàng Lan. Vậy thì anh có thể giới thiệu cho mọi người hiểu rõ cụ thể hơn về những điều mà Khải Hoàng Lan đang làm được không? Khải Hoàng Lan đã tham gia cái thị trường môi giới từ thời gian rất là lâu. Đã công ty được thành lập từ năm 2009, tính ra tới giờ đã khoảng hơn 12 năm trong lĩnh vực môi giới và phát triển bất động sản. Thì đầu tiên chúng sẽ nói về cái mảng môi giới. Giờ Khải Hoàng Lan là một trong những công ty môi giới có thể nói là có thị phần lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của các công ty chứng khoán thì chúng tôi đang có khoảng hơn 20% thị phần sơ cấp tại Hồ Chí Minh và là đối tác của những cái chủ đầu tư rất là lớn và uy tín. Có thể kể đến như là Vinhome, Vinpearl, Masterise, chủ tư GS của Hàn Quốc, Lotte. Đó. Thì đối với chúng tôi thì cái mạng lưới môi giới hiện giờ chúng tôi có khoảng hơn 20 chi nhánh với hơn 3.000 nhân viên sale. Và thường thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng ra cái mạng lưới môi giới. Thì đối với chúng tôi kỳ vọng năm nay chúng tôi sẽ mở rộng tối thiểu là tới 60 chi nhánh. Thì cái tốc độ hiện giờ mở rộng khá là nhanh. Và rất là nhiều bạn bè cũng như đối tác đang muốn tham gia cái hệ thống của Khải Hoàng Lan. Cái mảng thứ hai của Khải Hoàng Lan và chúng tôi sẽ đã và đang tập trung phát triển đó là mảng phát triển dự án và thường người ta gọi là chủ tư đó. Thì Khải Hoàng Lan hiện giờ có một quỹ đất cũng khá là lớn, trên 800 hectare. Trong đó thì có những dự án tại Hồ Chí Minh, có những dự án tại các tỉnh, những khu du lịch và sẽ được phát triển trong cái thời gian sắp tới. Coi như là chúng ta đang có hai mảng kinh doanh đúng không ạ? Thứ nhất là môi giới, thứ hai là sẽ là nhà phát triển bất động sản. Nghe anh Trung nói như vậy thì Bảo có cảm giác được rằng là thị trường bất động sản có thể nói là đang rất là sôi động. Và đặc biệt trong năm 2021 này, từ 20 chi nhánh mà để chuyển đổi thành 60 chi nhánh thì chắc chắn sẽ phải có rất là nhiều những sản phẩm sẽ được tung ra. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản nói chung, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh? Chắc Quang Bảo và mọi người cũng đọc báo đúng không? Cái từ sốt đất nó có xuất hiện nhiều không? Từ đầu năm tới giờ, rất đầu nhiều. Năm đến giờ xuất hiện sốt đất đúng không? Thực ra thì chúng ta sẽ nói về cái một ít về thống kê để hiểu tại sao chúng ta đang gọi là cái từ sốt đất nó xuất hiện nhiều như thế. Thì đầu tiên mình nói về cái chu kỳ. Thì chúng ta đang ở trong cái chu kỳ khoảng 7-8 năm một của bất động sản. Thì cái chu kỳ gần nhất đó là khoảng năm 2014. Thì theo cái chu kỳ đó chúng ta kỳ vọng 2021-2022 sẽ là một cái chu kỳ mới của bất động sản và đang được nhiều cái sự hỗ trợ rất là nhiều. Thứ nhất là lãi suất hiện giờ rất là thấp đúng không ạ? Lãi suất ngân hàng thì rất là thấp, thì cái dòng tiền đầu tư những kênh khác nó sẽ khá là nhiều. Mọi người thấy là cái chứng khoán cũng là một kênh mà đã tăng trưởng mạnh từ hưởng lợi từ cái việc mà lãi suất thấp như vậy. Thứ hai, nói bất động sản chúng ta nói đến việc là phát triển hạ tầng. Thì Việt Nam chúng ta vẫn đang là một trong cái top trong khu vực về cái tỷ lệ chi cho hạ tầng trên GDP gần 7%. Và liên tục báo chí chúng ta thấy là rất là nhiều cái công trình cao tốc đang được khởi công. Cái điểm tiếp theo đó là cái dân số của Việt Nam mình đang ở cái ngưỡng là khoảng một nửa dân số là trong cái thời kỳ phải mua nhà. Đó, đến cái độ tuổi để mua nhà. Đó. Và một phần nữa thì đó là cũng ảnh hưởng đến những cái tốc độ về đô thị hóa. Đấy, như Quang Bảo biết là chúng ta đang có 100 triệu dân đúng không ạ? Chính xác. Quang Bảo có biết là tốc độ đô thị hóa là khoảng bao nhiêu phần trăm không? Cái này thì vẫn chưa có đọc về thống kê. Có nghĩa là tốc độ đô thị hóa
hiện giờ nó tăng 1% một năm. Cái điều này có nghĩa là gì ạ? Một năm có 1 triệu người đi đến những cái khu đô thị, đi đến những khu thành phố để tìm kiếm những công việc như là công việc làm, giáo dục, y tế. 1 triệu người một năm thì tương đương họ sẽ cần một khoảng 200-300 nghìn cái căn hộ, cái nhà, một cái chỗ để ở. Gọi là nếu như mình chia 1 triệu cho khoảng 3-4 người đúng không ạ? Rồi cái điểm thứ hai đó là cái sự chuyển dịch về xã hội. Chúng ta ví dụ như là ngày xưa cách đây 20 năm bình quân một căn hộ có khoảng gần 5 người, 4,6 người trên một căn hộ. Còn hiện nay một căn hộ chúng ta chỉ có 3,5 người. Có nghĩa là dân số thì vẫn tăng nhưng mà số người bình quân trên một căn hộ thì nó đang giảm. Cái ngưỡng ở khu vực mình nó sẽ khoảng 3%. Ba người trên một căn hộ. Đó, có nghĩa là cái nhu cầu của nhà nó vẫn rất tăng lên khá là nhanh. Coi như nói nôm na là bởi vì ngày xưa là do là ba đời là ở chung. Đúng rồi. Ông bà cha mẹ con cái, nhưng mà bây giờ là bắt đầu là tách dần chỉ còn có 2 đời, và thậm chí là các bạn trẻ như là Quang Bảo đây thì cũng đã bắt đầu là chúng ta sẽ chuyển là ở những căn hộ riêng, những căn hộ studio một phòng ngủ, đúng không? Đúng, chính xác. Thì đó là những cái lý do mà làm tăng cái nhu cầu. Một cái điểm nữa mà chúng nghĩ là nó cũng là cái góc nhìn khá thú vị chúng muốn chia sẻ, đó là căn hộ Việt Nam, nhà Việt Nam nó có đắt không? Thì tất nhiên nếu chúng ta đục gọi là đổ đồng lấy một căn hộ ở thành phố và chia cho cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thì có thể nó là đắt. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào từng cái khu vực, ví dụ như khu vực Hồ Chí Minh thì những theo cái thống kê của các đơn vị thống kê thì ở Hồ Chí Minh 150 tháng lương chúng ta có thể mua được một căn hộ, một căn nhà nhỏ. 150 tháng lương nếu mà so với khu vực thì nó lại rẻ. Tại vì khu vực như Singapore, như là ví dụ như là Trung Quốc thì nó phải tới 180 hoặc là tới 200, thậm chí là 300 tháng lương chúng ta mới có thể sở hữu cho mình được một căn hộ. Đó. Vậy là coi như là thật ra đây là một cái thị trường rất là tiềm năng, đặc biệt là bất động sản, mà trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng nhìn nhận được rằng là cái nhu cầu nó chỉ có ngày càng là nó tăng lên chứ nó sẽ không có dấu hiệu chỉnh lại, đúng không ạ? Vậy thì đó sẽ là một cái lợi thế rất là lớn đối với lại những công ty môi giới như là Khải Hoàng Land, bởi vì có thể nói là một cái sự dịch chuyển từ các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư bây giờ họ gần như không có nuôi cái đội sale của họ nữa, mà họ sẽ bắt đầu chuyển qua là họ sẽ bắt tay chung với là các công ty môi giới để mà làm thế nào đưa đi cái sản phẩm của họ đến gần hơn với lại những cái end user, tức là khách hàng của mình. Vậy thì Khải Hoàng Land đã định vị mình như thế nào trong thị trường này? Thực ra khi mà chúng ta nói đến câu chuyện là cái đội môi giới chuyên nghiệp hoặc là tách cái mảng bán hàng ra khỏi một cái chủ đầu tư thì nó là một cái xu hướng thôi. Thì nó đã trải qua nhiều cái thị trường, họ cũng có cái bước tương tự. Ví dụ như là chúng nói thị trường mà khá là giống chúng ta về mặt văn hóa đi. Và một số giống về thuế cũng như là cái cách làm là thị trường Trung Quốc. Đó, nghĩa là những cái nước Đông Á thường là cái văn hóa sở hữu nhà khá là thích. Thì khi mà thị trường Trung Quốc họ trải qua cái giai đoạn đó là những chủ đầu tư họ dần lớn lên thì họ sẽ bắt đầu không nuôi cái đội sale in-house nữa, đội sale trong nhà nữa. Tại sao như thế? Lý do thứ nhất đó, là bất động sản nó sẽ có một chu kỳ. Lâu lâu chúng ta sẽ có chu kỳ mà chúng ta sẽ có ít sản phẩm để bán và hơi khó khăn hơn, thì việc duy trì một cái lượng lớn như vậy á cho đội sale nó sẽ là một cái chi phí rất là lớn. Chúng nói ví dụ như là mùa Covid vừa rồi, nếu mà công ty nào nuôi đội ngũ sale trong nhà 1.000 người chẳng hạn là cái chi phí sẽ rất là lớn. Đó, cái điểm thứ hai nó tạo ra áp lực của ông chủ đầu tư là phải luôn có sản phẩm mới thì những bạn đó mới có việc làm. Vì có thể thời gian chậm, ví dụ chậm 1 năm không có sản phẩm làm nó cũng tương tự như vậy. Một cái điểm nữa là khi các chủ đầu tư ngày càng lớn lên thì họ sẽ đi nhiều những cái địa bàn khác nhau, cái vị trí địa lý khác nhau, tỉnh thành khác nhau, thì họ cũng không thể lấy đội xe từ đây họ đẩy qua chỗ khác để họ bán được, họ kéo đi họ bán được. Và điều đó cũng khá là khó, tại vì khi chúng ta đến một cái nơi mới, văn hóa mới, khách hàng mới, những cái thứ khác, rất là nhiều thứ khác, nên là cũng khó để họ đưa cái đội xe in-house đi rải quân đi bán hàng. Đó, thì khi mà họ hợp tác với các công ty môi giới thì những vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Thứ nhất, chi phí gọi là cố định hàng tháng được giảm thiểu. Thứ hai, họ có thể bán tại rất là nhiều địa bàn khác nhau. Họ tận dụng các công ty môi giới, có thể là công ty môi giới địa phương, công ty môi giới toàn quốc. Và cái chi phí trả cho các công ty môi giới đó cũng không quá cao so với việc chúng ta phải duy trì cái lực lượng lớn như thế. Và thực ra họ cũng sẽ gọi là bớt đi một phần công việc. Nghĩa là
giảm đi một lượng công việc, thay vì phải đào tạo rồi theo dõi rồi push thì họ hay vậy, họ push những công ty môi giới chuyên nghiệp. Thì đó là một cái xu hướng đã diễn ra tại một số quốc gia. Đối với góc nhìn của Trung thì Việt Nam mình có thể sẽ tương tự thôi. Đó, chúng ta càng ngày sẽ càng cần chuyên nghiệp hóa hơn. Thì chủ tư sẽ tập trung thời gian công sức vào việc phát triển những cái sản phẩm tốt nhất. Và cái việc đi bán hàng, việc giới thiệu sản phẩm khách hàng thì sẽ do những công ty cũng chuyên nghiệp, chuyên làm cái việc đó, họ sẽ thực hiện. Coi như chúng ta phân hóa ra là mỗi người sẽ đảm nhận đúng cái vai trò của mình, để mà chúng ta có thể là đưa cái sản phẩm của mình đến với lại người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn, tốt hơn, đúng không ạ? Nhưng mà như vậy chứng tỏ là Khải Hoàng Lan đã phải là có được một cái đội ngũ đào tạo rất rất là tốt, để mà có thể là đào tạo ra được một cái đội ngũ. Tại vì không chỉ bán cho một chủ đầu tư, nếu như bình thường là mình gặp một chủ đầu tư, mình đào tạo sẵn cái đội sale đó thì họ chỉ biết những sản phẩm của chủ đầu tư đó thôi. Còn ở đây như anh Trung vừa chia sẻ là chúng ta có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những sản phẩm đó như thế nào? Thứ nhất là cái cách tiếp cận của Khải Hoàng Lan là Khải Hoàng Lan sẽ làm đối tác và đồng hành. Thứ nhất là đối với các chủ tư lớn, chủ tư lớn và có tên tuổi. Tại sao như thế? Tại vì khi mà chúng ta chào bán một cái sản phẩm cho khách hàng á, thì cái rủi ro lớn nhất đối với sản phẩm bất động sản á, thường nó sẽ không nằm ở giá trị. Nghĩa là chỉ khi ví dụ như Quang Bảo mua cổ phiếu đúng không ạ? Thì cổ phiếu đó có thể xuống giá đúng không? Lỗ tiền, hên xui đúng không? Có thể lên đúng không? Đối với động sản thì cái rủi ro mà xuống giá thì nó không cao, thực sự là không cao. Đó, thì đặc biệt là đối với những bất động sản mà pháp lý rõ ràng đầy đủ, thì cái rủi ro rất là thấp, rất là thấp. Nghĩa là đã mua đúng mà hàng tốt thì chỉ có lên và lên. Và đó là chứng minh qua rất là nhiều năm, rất là nhiều dự án. Đó. Thế thì khi mà Khải Hoàng Lan chọn những chủ tư uy tín á, thì cái rủi ro của việc pháp lý có nghĩa là nó sẽ được giảm thiểu tối đa. Tại vì đối với chủ tư uy tín ấy, thì cái việc mà đảm bảo cái dự án của họ thành công, đảm bảo cái việc pháp lý được rõ ràng, minh bạch thì họ có khả năng làm được. Họ có tài chính, họ có đội ngũ và họ là những chủ tư đi đường dài. Và họ cũng sẽ được sự hỗ trợ rất nhiều từ các cơ quan chính quyền để tạo ra những cái sản phẩm an cư lạc nghiệp. Đó, thì khi mà Khải Hoàng Lan đồng hành với những chủ tư như vậy ấy, thì nó tạo ra cái sự an tâm cho khách hàng. Đó. Thế tại sao hàng nói là chúng tôi có hơn 50.000 khách hàng thân thiết là vậy? Tại vì khi đã mua đầu tư thành công một cái sản phẩm và nó không có cái rủi ro về mặt pháp lý, thì họ sẽ tiếp tục đồng hành với Khải Hoàng Lan, đi đầu tư, đi mua những cái sản phẩm tiếp theo. Đó, nó tạo thành một cái quá trình. Đó. Tất nhiên, nếu một trường hợp mà mình nói trường hợp mà khi mà họ đã bị mua một sản phẩm gọi là bị rủi ro pháp lý, mất tiền chẳng hạn, thì họ sẽ không bao giờ tin cái bạn môi giới đúng không? Thì đó là lý do tại sao chúng tôi phải Khải Hoàng Lan tập trung rất là nhiều về mảng cái đầu vào sản phẩm. Sau khi cái đầu vào sản phẩm xong thì chúng tôi sẽ đào tạo các bạn sale như thế nào. Thì nếu con bà mà có dịp á, bà có thể tới thăm một cái chi nhánh của Khải Hoàng Lan. Các bà sẽ thấy sự rất là khác biệt. 20 chi nhánh nào cũng có mặt bằng khá là rộng. Có nghĩa là đó là một trong những cái điểm được đào tạo, dùng để đào tạo liên tục. Và mỗi chi nhánh đó sẽ đảm bảo là có thể đào tạo được 100 bạn là ít nhất. 100 bạn tại một chi nhánh. Và chúng tôi có một trung tâm đào tạo nữa, sức chứa khoảng gần 200. Và nó hoạt động liên tục. Chúng tôi ví dụ, thứ hai chúng tôi có thể đào tạo về Vinhome, đúng không? Thứ ba có thể đào tạo Vinpearl. Thứ tư có thể đào tạo cho GS. Thứ năm có thể đào tạo cho ví dụ như là Masterline. Và nó lặp lại. Lặp lại liên tục vì có rất là nhiều chủ đầu tư, rất là nhiều sản phẩm. Tòa tháp A có thể khác, tòa tháp B có thể khác, chính sách bán hàng có thể khác một chút, chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng này, ngân hàng kia có thể khác một chút. Thì cái việc đó nó được đào tạo liên tục. Và cái mức độ truyền tải thông tin nữa, nó phải chính xác nhất cho các đội ngũ sale. Để đảm bảo được việc truyền tải thông tin đó đến khách hàng cũng là chính xác nhất. Vì khi mà chúng tôi bán những sản phẩm cao cấp như vậy á, thì việc mà truyền những thông tin nó không đúng và nó sai lệch ảnh hưởng khá là lớn tới cả uy tín của Khải Hoàn lẫn cái uy tín của chủ đầu tư. Nên do đó cái việc tập trung vào đào tạo nó gần như là một cái gọi là cái điểm cốt lõi của Khải Hoàn lên. Đó. Thật ra chắc là cho phép tôi dừng anh Trung ở điểm này một chút xíu, là bởi vì là nếu mà nói về mặt cái cách vận hành của Khải Hoàn Lan thì có vẻ rất là hấp dẫn.
Tuy nhiên á, nếu mà nói về một cái nhà đầu tư mà họ đầu tư cổ phiếu mà họ thấy rằng một cái công ty mà phải đào tạo liên tục chừng ấy người với một cái bộ máy có thể nói là 20 chi nhánh rất là lớn như thế này, thì nếu mà chi phí cố định nó quá cao như thế thì nó sẽ ảnh hưởng một phần tới cái sự là quyết định là họ có đầu tư cho cổ phiếu này hay không. Vậy thì cái chi phí cố định mình quản lý nó như thế nào? Đối với khách hàng Len thì chúng tôi thực hiện một cái mô hình. Đó là các bạn sale, các đội ngũ họ sẽ không có lương cố định. Có nghĩa là 3.000 bạn sale đó thì chúng tôi sẽ không có trả lương cố định. Tuy nhiên các bạn đó sẽ được mức phí hoa hồng rất là cao. Có thể lên tới 69%. Ví dụ như một căn nhà bây giờ chắc phải 5 tỷ. Bình quân chắc phải 5 tỷ. Thì mình nói ví dụ mức phí là 3% đi, thì là 3% nhân 5 tỷ là 150 triệu đúng không ạ? Thì bạn nó sẽ được khoảng từ 65% đến 69%. 65% của 150 triệu thì đâu đó nó tầm khoảng 7 mấy triệu đấy. 80 triệu cơ đó. Một căn nhà, một sản phẩm thu về 8 mấy triệu. Cái điểm này ấy, là cái điểm mà nó sẽ thu hút những cái bạn sale mà rất là có năng lực, có khách hàng và có khả năng gọi là chốt sale. Tại vì sao? Tại vì bạn ấy sẽ không cần mức lương khoảng là 5 triệu hay là 7 triệu một tháng. Mà bạn đã muốn nhận được hoa hồng rất cao. Thì ví dụ bạn có thể thay, bạn có thể lựa chọn tham gia một công ty khác nhận 5 hay 7 triệu nhưng mà hoa hồng khoảng 30% thôi. Và hoặc tham gia khách hàng Len không nhận lương nhưng hoa hồng rất cao. Đó, thì đó là cái điểm thu hút mà khách hàng Len hiện giờ thu hút rất là nhiều nôm na là nhân tài bán hàng, coi như là những ai mà là những chiến binh họ thích lao ra ngoài kia và họ có thể gọi là đem về cho bản thân mình những cái giá trị cho bản thân cũng như giá trị cho khách hàng, thì họ sẽ lựa chọn khách hàng Len. Mà cái mô hình này á, nó có điểm hay là gì? Người ta sẽ không xem mình là đi làm thuê đâu. Tại vì nó không trả lương mà. Người ta đang làm cho bản thân người ta. Người ta học thì cũng học cho bản thân người ta. Không có lên học để cho đúng giờ đâu. Tại vì nếu mà đã không muốn học thì thôi ở nhà. Không muốn bán sản phẩm này thì thôi bán sản phẩm khác. Đó, dồn 100% thời gian cho chính bản thân họ. Nên bởi vậy nên cái đội ngũ của khách hàng Len một phần họ gắn kết rất là lâu. Tại vì họ đã thành công rồi thì họ sẽ muốn đi theo cái cách kiếm tiền như thế này. Điểm thứ hai là rất là đa dạng ngành nghề. Một số bạn xuất thân là giống như chuyên gia marketing. Đó, dùng những cách về marketing, chạy sale hay chạy Google gì đó chứ không phải lắm để họ bán hàng. Một số bạn thì là có network rất là tốt, một số bạn là dân tài chính nên ngân hàng đi ra, họ dùng những kỹ năng về ngân hàng, họ thuyết phục khách hàng. Nên là cái đối tượng cũng rất là đa dạng. Nó hình thành cái đội ngũ sale như vậy cho khách hàng Len. Vậy thì không biết là cái mô hình này ở trên thế giới nó có giống với những cái quốc gia khác hay không, khi mà mình lựa chọn là mình không trả lương cho nhân viên của mình. Cũng có. Trên thế giới cái mô hình này thì nó cũng khá là phổ biến. Tất nhiên là không có thể không giống nhau 100%. Ví dụ như bên Mỹ có Keller Williams là cái đơn vị môi giới lớn nhất của Mỹ bây giờ, chiếm thị phần số 1 bên Mỹ bây giờ, và họ cũng có tới 1.000 chi nhánh và hơn 100.000 nhân viên. Mô hình cũng tương tự như khách hàng Len, họ trả khoảng mô hình của họ là 6-4-3-6. Đó, mình là 65 chẳng hạn, 6-4-3-6. Một mô hình tương tự cũng như là ở Trung Quốc. Ví dụ như là công ty môi giới lớn nhất của Trung Quốc bây giờ là Liên Gia. Họ có tới 4.000 chi nhánh, hơn 400.000 nhân viên, gần nửa triệu nhân viên. Họ cũng xây một cái mô hình tương tự như vậy. Vẫn dùng con người, dùng mạng lưới và dùng cái chính sách hoa hồng hấp dẫn để thu hút người về. Thật ra ở thời điểm hiện tại thì như anh Trung vừa chia sẻ là cái việc là Khải Hoàng Len đang có một cái đội ngũ đông đảo như vậy, nó tạo nên một cái sức mạnh tổng thể dành cho một cái đơn vị của một công ty. Tuy nhiên á, ở thời điểm hiện tại thì Bảo có cảm giác là nó đang có hai trường phái khác nhau. Thứ nhất là chúng ta đang sử dụng những môi giới là con người, nhưng mà ở thời điểm hiện tại cũng có rất nhiều những cái công ty họ đang hướng đến cái việc là ứng dụng số hóa như là công nghệ vào trong cái công việc này. Anh Dung đánh giá như thế nào về cái chuyện này, gọi là PropTech á? Thực ra PropTech là một cái khái niệm rất là rộng. Rộng nghĩa là ứng dụng công nghệ vào bất động sản. Nó gồm nhiều thứ lắm, cả vận hành, cả quản lý, cả giúp chúng ta vận hành một cái smart home thì nó gọi là PropTech. Đó. Còn nếu mà nói về PropTech cho môi giới á, thì cũng có một số cái trường phái như là Quang Bảo có nói đó. Thì chúng có chia sẻ là hiện giờ một số công ty, ngay cả một PropTech lớn nhất thế giới hiện giờ được niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Họ gọi họ là PropTech nhưng thực ra là PropTech trước, tech sau. Có nghĩa là
bất động sản trước, con người trước, môi giới trước, và cái kỹ thuật nó sau. Tại vì ngay cả bản thân những quốc gia đã phát triển và công cái mạng lưới công nghệ thông tin mạnh nhất như là Trung Quốc hay Mỹ, cái việc thực hiện những giao dịch online, mua bán online nó cũng thực sự nó không xảy ra. Thì một cái lý do đơn giản thôi, một người như chúng ta đi, cả đời có thể mua một căn nhà hoặc hai căn nhà. Nếu mà chúng ta thuộc chỉ là phần lớp gọi là 80% dân số đó, trung lưu, chúng ta sẽ không bao giờ gọi là dùng toàn bộ số tiền cả đời mình để tin vào cái chuyện online, hay là tin vào AI, hay tin về những cái tư vấn online. Chúng ta vẫn cần cái sự cảm nhận thực sự của mình, tại vì bất động sản nó vẫn là cuộc sống. Chúng ta vẫn phải gặp những bạn môi giới để được tư vấn về cái căn nhà đó, về cái sản phẩm đó, cảm nhận về cuộc sống chúng ta như thế nào. Không phải chúng ta mua căn nhà đó để làm gì, ở một mình, ở với vợ hay ở với con, ở gia đình. Chúng ta cần rất là nhiều thứ, và chúng ta cần có sự tư vấn khác, ví dụ như là ở đó thì sau này con học trường nào, đi đâu. Chúng ta cần có sự tư vấn về tài chính, vay như thế nào, vay mượn như thế nào đó. Thì tất cả những cái đó hiện giờ nó vẫn được con người làm. Cái cảm xúc, những cái tình cảm người ta đặt vào cái bất động sản nó rất là cao. Và việc đó thì vẫn phải do con người. Như chúng cũng chia sẻ là hiện giờ các công ty lớn vẫn là con người. Nhưng cái kỹ thuật nó nằm ở đâu, technology nó nằm ở đâu, nó nằm đằng sau. Có nghĩa là nó giúp vận hành tất cả cái chuỗi đó từ đằng sau. Có nghĩa là sau khi mình tư vấn xong, giao dịch nó sẽ được ok, giao dịch nó sẽ chạy được số hóa, không cần phải ký nhiều giấy tờ. Chúng ta có thể thực hiện giao dịch online một chút, ký một chút thôi dễ. Rồi chạy cái đó qua ngân hàng như thế nào, đi công chứng như thế nào, thì những cái đó nó sẽ giúp người ta nhanh chóng lắm. Nó không phải giấy tờ nhiều như Việt Nam, thì cái đó hiện giờ nó đang là hiện thực. Còn cái việc mà các giao dịch online xảy ra, ví dụ như bên Mỹ họ có Zillow cho phép mua bán online, nhưng mà cái tỷ lệ rất là thấp, gần như là không có quá nhiều hết. Một số cái đơn vị khác cũng đang chiếm cái thị phần lớn, ví dụ như là 99.co, nhưng mà họ đang chiếm nhiều cái thị phần về thứ cấp, có nghĩa là cho thuê căn hộ, sang nhượng căn hộ đã có sổ rồi. Thì những cái quốc gia nào mà có cái hệ thống database tốt, rất là tốt về nhà, nên là chúng ta có thể truy cập những cái dữ liệu về nhà ở nó sẵn sàng mọi thứ, thì cái việc làm thứ cấp qua kênh online nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tại thông tin nó rõ ràng, nó được kiểm chứng từ nguồn, từ chính phủ. Đó. Chính xác. Nếu mà nói như vậy thì rõ ràng là con người vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất. Even là có protect như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là yếu tố con người. Mà thật ra là Bảo không biết là quý vị khán giả như thế nào. Chắc là Bảo với anh Trung cũng là muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của quý vị, là liệu rằng quý vị sẽ thích là một cái người tư vấn như quý vị hơn, hay là quý vị sẽ thích là nhìn cái ngôi nhà cũng như là cái sản phẩm bất động sản, cái dự án đó ở trên online hơn. Chứ đối với cá nhân Quang Bảo thì Bảo cảm nhận là nhiều khi những cái thông tin đó mình có thể đọc ở bất kỳ nơi đâu, nhưng mà để cái quyết định mình lựa chọn cái dự án này hay là một cái dự án gần đâu đó với cái dự án còn lại, hoặc là có một cái mức độ tương tự, thì Bảo sẽ phải cần hiểu hơn về cái dự án đó thông qua cái lời tư vấn của các chuyên viên tư vấn. Thì Bảo nghĩ rằng là con người vẫn đang chiếm ưu thế trong cái lĩnh vực này. Vậy thì có thể nói là Khải Hoàng Lan đang có một cái ưu thế rất là lớn, bởi vì sở hữu một cái đội sale rất là đông đảo. Rồi bên cạnh đó là họ là những con người rất là thiện chiến, khi mà họ chấp nhận là có những người bảo tin là không thể nào mà mới vào một tháng mà là có thể bán được, mà đôi khi là 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là 5 tháng, 6 tháng, nhưng họ kiên trì, họ vẫn có thể thành công được với công việc này. Đó là mảng môi giới của Khải Hoàng Lan. Thế còn cái mảng về phát triển bất động sản của Khải Hoàng Lan thì sẽ như thế nào trong năm 2021 này? Đối với mảng phát triển bất động sản thì Khải Hoàng Lan hiện giờ cũng đang có một số quỹ đất để khai thác trong ngắn hạn, và một số quỹ đất thì nó sẽ nằm ở cấp độ trung hạn hơn. Thì hiện giờ thì chúng tôi đang phát triển dự án La Patenza tại Nhà Bè, và dự án này hiện giờ cũng đang được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Theo Long Kiển đúng không? Đúng rồi, nó ngay cầu Long Kiển. Vị trí là mặt tiền của Lê Văn Lương, và một phần thì giáp sông đó. Thì cái vị trí rất là đắc địa đó, gọi là cái gì, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ hết. và La Patenza thì sẽ dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao vào năm 2022. Đó, thì đối với cái vị thế nằm tại cái trục giao thông huyết mạch của Nhà Bè, mặt tiền trục giao thông huyết mạch cũng như là gần cái đại đô thị GS Metro City, thì có thể nói là cái dự án nó đang được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Thì hiện giờ chúng tôi cũng đang tiến hành gọi là giới thiệu và cho khách hàng booking. Cái đó là dự án đầu tiên tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trong năm nay luôn. Thế trong anh vừa chia sẻ là trong trung hạn thì sẽ như thế nào? Mình còn có những dự án nào khác?
Thực ra thì chúng tôi có quỹ đất tại Phú Quốc. Thực ra thì cũng này cũng không phải trung hạn đâu. Cũng khá là gọi là sắp có thể khai thác được. Vì nó đang chuẩn bị xong cái quy hoạch 1500. Và chúng tôi kỳ vọng là có sớm thôi. Thì xong có quy hoạch 1500 chúng tôi có thể bắt đầu triển khai. Thì đó là dự án Helios của tại Phú Quốc. Thì đó là dự án 54 hectare. Cũng khá là to. So với quy mô Phú Quốc khá là to. Và mấy con bảo đi tới Phú Quốc chưa? Tới rất là thường xuyên, và có thể thấy là thị trường bất động sản của Phú Quốc là trong khoảng độ từ đầu năm tới giờ, khi mà có thông tin là Phú Quốc chính thức là lên thành phố, đúng không ạ? Thì có thể thấy được rằng là rất nhiều những cái đơn vị uy tín, những cái đơn vị lớn, thậm chí là những cái đối tác nước ngoài cũng đã đổ về Phú Quốc. Cho nên đây chắc chắn là một cái thị trường mà Bảo Tin rất là sôi động trong tương lai. Nhưng mà những cái yếu tố nào để cho nhà đầu tư sẽ quyết định là lựa chọn Phú Quốc mà không phải một tỉnh thành khác? Ok, chúng ta sẽ nói sơ về Phú Quốc một chút trước khi nói về cái đất của Khải Hoàng Land. Thì Phú Quốc á, thực ra chúng ta có thể nhìn góc độ là nó là cái điểm đến không phải chỉ của khách Việt Nam, mà nó là cái điểm đến của khu vực. Và tầm nhìn của chính phủ mình là nó là cái nơi cạnh tranh với các điểm đến của Đông Nam Á. Nó nằm trong cái vị thế có thể nói là khai thác 12 tháng một năm, không ảnh hưởng của mùa bão. Và cái chính sách hiện giờ chúng ta thấy là không còn cái visa nữa. Gọi là free landing visa, nghĩa là khách nước ngoài có thể tới thoải mái. Nó giống như đảo Jeju, đúng không ạ? Bạn đi Hàn Quốc thì các bạn phải xin visa, nhưng mà đi đảo Jeju thì không phải xin visa. 30 ngày là không cần visa. Đúng rồi. Thì Phú Quốc hiện giờ cũng như vậy. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái điểm mà Phú Quốc được ưu đãi. Ưu đãi về thuế, ưu đãi về cái khu mua sắm miễn thuế, sòng bạc cho người Việt Nam đánh, những cái chính sách về hỗ trợ những cái nhà đầu tư. Đó thì hạ tầng. Quy nói về hạ tầng thì hạ tầng Phú Quốc hiện giờ rất là bài bản. Khi mà chúng ta so sánh những cái khu vực mà cạnh tranh với Phú Quốc, ví dụ như Thái Lan, Phuket, hay là đảo Bali, hay là Palawan, thì mọi người có thể hình dung là các điểm đến đó nó đã là điểm đến của thế kỷ 20. Nó được xây dựng và hình thành cách đây rất là lâu. Còn Phú Quốc chúng ta được xây dựng tại ngày hôm nay với cái quy hoạch của ngày hôm nay dành cho điểm đến của thế kỷ 21. Đó thì đó là điểm nhấn rất là quan trọng tại Phú Quốc. Và sau này khi mà chúng tôi kỳ vọng, Phú Quốc kỳ vọng kênh đào Kỳ Gia nó ra, thì những cái tuyến hàng hải nó sẽ đi ngang qua Phú Quốc, du thuyền năm sao nó sẽ đậu đó. Thì đó là những cái tầm nhìn mà chính phủ cũng như các nhà đầu tư đang đặt tại Phú Quốc. Đó thì quay lại cái Phú Quốc nhộn nhịp, thì cái dự án của họ Khải Hoàng Land nó sẽ nằm tại bãi Ông Lan. Bãi Ông Lan là ở khu vực phía Bắc. Bắc đảo. Đó thì từ sân bay tới đó cũng không quá xa. Và cũng tận hưởng được một số những cái hệ sinh thái ở Phú Quốc xung quanh. Tận hưởng được những cái thành phố Đông Dương. Cũng tận hưởng được các điểm vui chơi của Vin. Cũng rất là gần. Đó. Như là gần cái khu vực của Vin mà rất là hot trong thời gian vừa qua, đúng không? Và mọi người có thấy là đối với dự án đó thì cái kỳ vọng của Khải Hoàng Land cũng khá là lớn. Những cái sản phẩm nó khá là khác biệt. Không gian nó sẽ rất là yên tĩnh. Các khu biệt thự nó sẽ cách nhau. Đó thì chúng tôi đang hoàn thành nốt những cái bản vẽ cuối cùng để có thể đưa ra công chúng những cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng khá là đặc thù, và cũng có thể có mang hơi hướng gọi là khá là khải hoàn trong đó. Nó có một chút tĩnh, một chút lặng, một chút nhộn nhịp. Vậy thì có thể thấy là Khải Hoàng là không chỉ bắt tay với những ông lớn trong cái việc là phân phối những sản phẩm của các chủ đầu tư, mà bên cạnh đó là sẽ là một trong những cái chủ đầu tư trong tương lai và đi theo rất là nhiều những cái sự gọi là nhộn nhịp về thị trường bất động sản, đúng không ạ? Chúng ta có Phú Quốc rồi, thế còn ở những thị trường khác, ví dụ như là Long Thành thì sao? Long Thành cũng là một trong những cái điểm nóng trong cái thời gian vừa qua, là bởi vì là sân bay Long Thành đã được phê duyệt rồi, và trong thời gian sắp tới thì về vấn đề logistics nè, rồi đi sâu xuống chút xíu nữa chúng ta sẽ có là Bà Rịa, Vũng Tàu, Cảng Thị Vải, Cảng Mép nha, rất là nhiều trong pha, rất là nhiều những cái khu vực như thế, thì Khải Hoàng có ở trong những cái khu vực đó hay không? Khu vực Đồng Nai, Long Thành và kéo dài xuống dưới nữa là khu vực Bà Rịa, thì là một trong những cái điểm sẽ hình thành những cái khu kinh tế lớn của chúng ta sau này. Đó, chúng ta bắt đầu thấy những cái sự dịch chuyển về đầu tư, đặc biệt là cảng Cái Mép xuất hiện, đúng không ạ? Siêu cảng Cái Mép lớn nhất Việt Nam, và nó sẽ thu theo rất là nhiều những cái doanh nghiệp về logistics, những doanh nghiệp sản xuất, mà những cái ngành đặc thù mà phải gần cái cảng thì mới tiết kiệm được cái chi phí. Thì trong khu vực đấy thì Khải Hoàng Land cũng có một cái quỹ đất khá là lớn. Thì không biết Quang Bảo có biết đảo Gò Găng không?
Đảo Long Gò Sơn. Gò Găng là gần Long Sơn. Long Sơn. Trước khi đi qua bên vùng Đúng rồi. Thì hiện giờ cái tổng quy hoạch của cái đảo Gò Găng và một phần Long Sơn là 1.500 hecta thì đã được giao cho tập đoàn Khải Hoàn Land, tập đoàn Khải Hoàn, Khải Hoàn Group. Thì trong đó giai đoạn 1 là 170 hecta thì Khải Hoàn Land sẽ bắt đầu triển khai trong cái thời gian sắp tới. Thì hiện giờ chúng tôi đã hoàn thành cái quy hoạch một phần 2.000 rồi. Và chúng tôi sắp tới chuẩn bị làm những cái bước tiếp theo, hoàn thiện pháp lý. Thì đối với đặc điểm của Gò Găng á, nó gần như một cái vị trí vàng, nó cách thành phố có 80 cây. Và khi chúng ta có cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chạy ngang qua nữa thì cái việc di chuyển tới rất là nhanh. Điểm thứ hai, nhà chung có trình bày là nó nằm trong một cái trong cái bán kính của nó là gần như đầy đủ cảng, khu công nghiệp, các khu nghiệp hiện hữu, khu nghiệp tương lai, các điểm du lịch, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Đông Hải thì cũng trong cái bán kính đó. Và một cái đặc điểm quan trọng nữa là hiện giờ Gò Găng gần như đất trống, nên chúng ta quy hoạch một cái thành phố vệ tinh đó thì nó dễ dàng, nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều cái việc là di rời cũng như là phải gọi là tháo gỡ những cái gì đó có sẵn. Nó là đất trống. Thì đối với cái quỹ đất tại Gò Găng á, nó là một cái chúng tôi được gọi là cái quỹ đất vàng. Chúng tôi sẽ từ từ chúng tôi khai thác ngay khi mà cái pháp lý nó hoàn thành. Nhưng mà anh nói là bây giờ thì nó trống đó, nhưng mà nhiều khi có sau khâu cái livestream này xong tự nhiên cái là mọi người đổ về đó, mọi người sẽ mua sẵn không, tại vì nghe hấp dẫn quá mà. Mọi người có thể tới tham quan nhưng mà chúng nghĩ là có thể không mua được. Vì đó là của Khải Hoàn rồi. Coi như là đã nguyên một cái phần đó luôn đúng không ạ? Nghe thì vậy là khá là hấp dẫn đó. Vậy là nếu mà tính ra như vậy 1.500 hecta bảo thử tính sơ sơ thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà nó một sớm một chiều được, mà nó sẽ là một cái chiến từng giai đoạn, từng giai đoạn và dài hạn hơn. Mọi người cứ hình dung thế này, ví dụ như thầy Phú Mỹ Hưng, chúng ta là khoảng 300 hecta đúng không, thì Phú Mỹ Hưng cũng đã trải qua một cái giai đoạn phát triển cũng phải 20 năm. Thì đối với một đô thị lớn như vậy cũng sẽ tương tự, cũng phải 20 năm, 30 năm chúng ta mới có thể hoàn thiện được một khu đô thị. Thì như nãy Trung chia sẻ đó là rất là nhiều khu đô thị, chúng ta sẽ cần những khu đô thị nó sinh ra rìa của những siêu thành phố. Và đây là một cái điểm gọi là tất yếu của các nước mà đông dân. Chúng ta có thể nhìn thấy như Seoul, là nhìn thấy như là Nhật, các khu đô thị vệ tinh của thành phố lớn nó sẽ tồn tại và phát triển. Đó, để một phần là giảm bớt cái sự tập trung tại những siêu đô thị, một phần là để đáp ứng cái công an việc làm cũng như là các điều kiện về giáo dục y tế của những cái khu vực đấy. Khi mà những cái siêu cảng, cái mép và những cái khu công nghiệp xung quanh khu vực mà nó hình thành thì cái lực lượng lao động, lực lượng chuyên gia, tri thức, những cái lực lượng đi theo, tài chính, ngân hàng họ sẽ tới. Chúng ta cần những khu đô thị khang trang, lớn để phục vụ họ. Mà không biết là quý vị khán giả có biết về cái khu vực đó không, nhưng mà bảo tin là những nhà đầu tư đang rất là quan tâm tới khu vực đó, là bởi vì trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới cảng cái mép thị vải, rồi bên cạnh đó là rất là nhiều những cái trục đường trải dài từ Phước An cũng sẽ được đổ về đó. Thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì cái sự hình thành ở khu đô thị đó là sẽ là rất là lớn. Vậy thì Khải Hoàn có cảm giác như là luôn nhìn thấy trước được rất là nhiều những cái điều sẽ diễn ra. Thực ra là chia sẻ với riêng một chút. Thực ra tầm nhìn của tập đoàn Khải Hoàn cho cái Gò Găng có thể nói là rất xa, từ những năm 2015 đã nhìn thấy cái tiềm năng rồi. Thì chúng tôi đã chuẩn bị cho cái dự án này rất là lâu rồi. Đó, như thế. Tương tự như vậy thôi, chúng tôi hiện giờ chúng tôi cũng đang nhìn cái tầm nhìn nó rất là dài hơi, chúng tôi chuẩn bị quỹ đất cho nhiều năm sau. Nghĩa là khi mà chúng ta thấy đất nó đẹp rồi, có đường xịn, đường to nó bắc qua rồi, có cầu bắc qua rồi, thì khi đó quá trễ đầu tư, đúng không ạ? Khi mọi thứ nó rõ ràng quá rồi thì nó không còn cái sự hấp dẫn của gọi là đầu tư nữa, nghĩa là giá nó không còn mềm nữa. Chính xác. Nôm na có gọi là gì nhỉ? Nước trong quá thì không có cá, đúng không? Đúng rồi. Chúng ta ví dụ khi đầu tư thì cái tầm nhìn nó rất là quan trọng. Chúng ta nhìn trước được cái xu hướng phát triển để chúng ta đầu tư vào. Thực ra thì nó tùy thuộc vào quan điểm đầu tư thôi. Có người thì thích sự an toàn, có người thì thích mạo hiểm một chút xíu, thì đó là gu của từng người rồi. Vậy thì có thể thấy được rằng là nếu như mà chúng ta thử tóm tắt lại là nếu như mà nói về mảng môi giới thì Khải Hoàn gần như đang ở vị trí số 1 tại thị trường miền Nam với cái thị phần rất là lớn cũng như đội ngũ rất là đông đảo và thị chiến. Về mặt phát triển
thì chúng ta cũng thấy được rằng có những dự án có thể là không chỉ là trong ngắn hạn mà còn trong trung hạn và thậm chí là còn xa hơn nữa, đúng không ạ? Đó là một cái tin tốt dành cho những cái nhà đầu tư. Vậy thì nếu như bây giờ khi mà đáp ứng được hết tất cả những cái sự thỏa mãn của nhà đầu tư rồi và những nhà đầu tư mong muốn là sẽ tìm và sở hữu được cổ phiếu của Khải Hoàn thì họ sẽ cần phải làm gì trong thời gian này? Thì như chúng ta đã có thông tin thì thực ra là đợt này Khải Hoàn sẽ thực hiện cái đấu giá, đấu giá chào bán ra công chúng lần đầu, gọi là IPO. Đó thì cái lộ trình nó cũng khá là rõ ràng. Chúng tôi sẽ kết thúc nhận cọc 10% thôi, là thứ 6 tuần này, là ngày 9 tháng 4. Sau đó thì nhà đầu tư sẽ có một cái thời gian để xem xét là sẽ tham gia đấu giá tại cái giá nào. Là cái hạn chót để bỏ cái giá là ngày 15 tháng 4. Cái ngày đấu giá là ngày 19 tháng 4. Sau khi có đủ các thông tin về nhà đầu tư sẽ mua giá nào rồi. Có nghĩa là còn khoảng 2 tuần nữa thôi. Đúng rồi. Không, thực ra chỉ còn 1 tuần thôi. Tại vì cái thời gian nhận cọc nó chốt là 9 tháng 4. Nhưng mà nhà đầu tư chỉ cần bỏ 10% trên cái giá là 10.000 thôi. Ví dụ như là ví dụ Quang Bảo mua 100.000 cổ chẳng hạn. Thì đặt cọc 10% nhân 100.000 cổ. Đó thì chỉ khoảng chọc khoảng 100 triệu thôi. Đó, còn phần còn lại thì nếu mà trúng thì chúng ta mới thanh toán. Đó. Cái lộ trình niêm yết thì sau khi đấu giá thành công thì tháng 5 Khải Hoàn Land sẽ tiến hành niêm yết. Đó. Thì cái kế hoạch kiện là nó như thế. Nghe thì có vẻ rất là hấp dẫn đó, nhưng tiếp tục hỏi anh Trung thêm nữa, tại vì sẵn tiện ở đây thì hỏi luôn. Nếu như mà bất kỳ một nhà đầu tư nào họ xuống tiền cho một cái cổ phiếu thì cái điều họ trông chờ là cái kỳ vọng tăng giá của cổ phiếu đó. Vậy thì đối với Khải Hoàn thì cái kỳ vọng tăng giá nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phần môi giới hay nó nằm ở cái phần là phát triển dự án sau này? Câu hỏi rất hay và cũng rất là nhiều tư hỏi câu hỏi này. Thì chúng sẽ chia sẻ từng phần một. Hiện giờ công ty môi giới lớn nhất thế giới này định giá 80 tỷ đô. 80 tỷ đô? 80 tỷ đô. Họ định giá to như thế. Đúng không ạ? Tại sao? Lý do đơn giản nhất thôi là họ bắt đầu chiếm một cái thị phần rất là lớn. Và cái định giá đó dành cho cái việc chiếm được cái thị phần, có lực lượng bán hàng đông đảo, cũng như là cái sự chuyên nghiệp của họ. Họ phục vụ được những cái đối tượng khách hàng ngày càng giàu lên. Thì đối với Khải Hoàn, cái mảng môi giới hiện giờ chúng tôi đang đi con đường là chọn đồng hành với những chủ tư uy tín nhất Việt Nam mình và những chủ tư nước ngoài lớn tham gia thị trường Việt Nam. Đối với tầm nhìn Khải Hoàn Land á, thì tương lai chúng ta cần phát triển những cái dự án lớn, cần những cái đại đô thị và cần rất nhiều những cái sản phẩm nó phải là chỉnh chu hơn. Vì đối tượng khách hàng của chúng ta ngày nó có một hiểu biết hơn, ngày một quan tâm hơn nhiều đến pháp lý dự án, quan tâm nhiều đến cái cuộc sống chúng ta sau khi chúng ta mua căn nhà, nó được sống như thế nào. Đó thì đối với những chủ đầu tư lớn thì chúng tôi thấy là cái xu hướng chúng ta sẽ chuyển dịch dần đến như vậy. Chúng tôi đồng hành. Thì khi mà nói đến mô hình phân phối á, chúng ta có thể liên tưởng đến một cái chuỗi. Ví dụ như chuỗi của Thế Giới Di Động đi. Đúng không ạ? Thì chuỗi Thế Giới Di Động cũng như là mô hình phân phối nó có những điểm như này. Thứ nhất là khi một quy mô nhỏ thì rất là dễ lỗ. Tại vì cái chi phí bán hàng trừ cái phí hoa hồng mà chúng ta chia cho bạn sale còn lại chi cho hội sở nó lỗ. Đến một cái quy mô nhất định nó đạt điểm hồi vốn. Từ cái điểm hồi vốn đó trở đi chỉ có lời và lời. Tại sao? Tại vì chi phí hội sở gần như không phát sinh nhiều. Và cứ mở rộng đến đâu cái phần còn lại nó sẽ về lợi nhuận. Thì Khải Hoàn Land đã qua cái thời mà gọi là break even nó rồi. Và bắt đầu có lợi nhuận khá là nhiều. Mọi người có thể xem báo cáo tài chính của Khải Hoàn Land năm vừa rồi. Thì cái lợi nhuận môi giới khi mà chúng tôi đủ một cái ngưỡng to như thế nó về. Thì đối với mảng môi giới á, thì đây là cái điểm rất là quan trọng mà các nhà đầu tư cần xem xét và đánh giá. Nghĩa là chúng tôi vẫn liên tục mở và cứ mở đến đâu, các dự án lớn mạnh to đến đâu thì một phần trong đó Khải Hoàn Land sẽ bán và một phần nó sẽ về lợi nhuận. Đó. Thì tôi kỳ vọng cái mảng môi giới chúng tôi vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường trong rất nhiều năm nữa và tiếp tục dồn vào công việc là đào tạo, hướng dẫn các bạn môi giới ngày càng phát triển nhiều hơn để đáp ứng cái nhu cầu khách hàng. Hôm nay chúng ta phải 8x mua nhà đúng không ạ? Nhưng mà bắt đầu chuyển dịch cho 9x mua nhà rồi và sắp tới có thể 0x mua nhà rồi thì liên tục chúng tôi phải chuyển mình để đáp ứng các nhu cầu đấy. Đối với những cái người mà có thể là lớn tuổi hơn một chút thì nhu cầu họ lại khác, có thể họ thiên về đầu tư, thiên về nghỉ hưu, thiên về nghỉ dưỡng cũng vậy, cũng phải liên tục thay đổi và liên tục đào tạo.
đó là cái điểm về môi giới. Còn điểm về phát triển dự án thì như Trung có chia sẻ, đối với cái quỹ đất hiện giờ thì Khải Hoàng Lan có một cái kế hoạch lộ trình khai thác và cũng như là hợp tác đối với các đối tác nước ngoài để khai thác. Thì thực ra việc hợp tác đó rất là bình thường, tại vì khi chúng tôi mà làm những cái dự án lớn, chúng tôi cần tư vấn và từ góc nhìn của rất là nhiều các đơn vị dọa tư vấn. Tại vì họ đã trải qua những cái giai đoạn phát triển tại nước họ hoặc là tại những cái thị trường họ đã từng đầu tư thành công, thì kinh nghiệm đó sẽ giúp cho Khải Hoàng Lan giảm thiểu được những cái sai sót. Có những kinh nghiệm quý báu đó thì dự án nó sẽ thành công tốt đẹp hơn. Thì những cái quỹ đất Khải Hoàng Lan sẽ bắt đầu được triển khai từ năm 2021 này, và nó sẽ là một phần giúp tăng nhanh cái lợi nhuận của Khải Hoàng Lan. Giống như là hồi nãy anh có chia sẻ là về dự án La Patanza đúng không? Vậy thì không biết là dự án La Patanza hiện nay là nó đã như thế nào rồi? Nếu như mà có thể nói đây là dự án đầu tiên của Khải Hoàng Lan, vậy thì nó đang được nhận được sự quan tâm như thế nào của thị trường, cũng như là trong năm nay thì liệu rằng chúng ta có bán hết dự án đó hay không? Đối với La Patanza thì thực ra nó là một đứa con tinh thần đầu tiên. Mọi người nếu mà có dịp tới thăm nhà mẫu, mọi người thấy cái sự đặc biệt của nó. Nó được dồn rất là nhiều tâm huyết. Có thể nói dự án duy nhất ở Hồ Chí Minh này, chúng tôi đã bỏ ra khoảng hơn 3.000 mét vuông sàn để làm thư viện đọc sách, một cái phòng vẽ tranh, phòng thưởng tranh. Vì tôi muốn cái văn hóa đọc sách của Khải Hoàng Lan được lan truyền rộng rãi tới cư dân cũng như là cộng đồng. Thay vì trẻ con có thể chơi đá bóng, chơi banh thì có thể tới đó đọc sách hoặc là vẽ tranh. Đó, thì đây là những cái điểm mà chúng tôi trau chuốt cho dự án đó. Ngoài ra những cái điểm khác như là vị trí, giá cả, những cái vật liệu, những cái hệ thống đảm bảo an toàn là cao cấp nhất. Đối tác chúng tôi lựa chọn quản lý tư vấn quản lý vận hành cũng là Savo, một trong những đối tác là tốt nhất thị trường hiện nay. Thì đây là cái điểm mà nó gọi là như là rất là dồn tâm huyết cho cái dự án này, dự án đầu tay. Và tới giờ này thì có thể nói là dự án đã được cái sự đón nhận khá là lớn của khách hàng. Và tất nhiên không biết các bạn CEO đang coi livestream có dám hứa với Quang Bảo là chúng ta bán 100% trong năm nay không ạ? Sao lại hứa với Bảo? Có nghĩa là hứa với lại với nhà đầu tư đúng không ạ? Tại Bảo nghĩ rằng là thật ra là tại vì khi mà nghe anh Trung chia sẻ về dự án này thì Bảo cảm thấy đây là một cái dự án đáng để quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều những cái tín hiệu tốt từ khu Nam. Rất là nhiều những cái khu vực này sẽ không còn là huyện nữa mà sẽ lên quận, đúng không ạ? Và rất là nhiều những cái đơn vị cũng sẽ bắt đầu đổ dần về khu vực này. Thì rõ ràng là nếu như chúng ta là những nhà đầu tư thông thái, chúng ta yêu thích cái khu vực này, hoặc là chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta mong muốn đầu tư một cái chỗ gì đó mới, thì bọn nghĩ đây là một cái nơi mà chúng ta cần quan tâm cái dự án này. Thế thì không biết là quý vị khán giả, nếu như từ nãy đến giờ quý vị khán giả nghe câu chuyện của Bảo với lại anh Trung ở đây, thì nếu như các anh chị mà có bất kỳ những cái câu hỏi nào thì cũng có thể đặt lên để mà chúng ta có thể tiện ở đây để chia sẻ cùng với nhau. Ngày hôm nay là anh Trung dành ra gần như toàn bộ thời gian để mà có thể gọi là chia sẻ với tất cả quý vị về mọi thứ. Thì trong lúc mà chờ đợi tất cả những cái câu hỏi của các anh chị thì chắc là Bảo sẽ tiếp tục hỏi về anh Trung về cái chuyện là cái giá cổ phiếu của Khải Hoàng Lan là như thế nào? Kỳ vọng. Như là con Bảo hỏi là kỳ vọng sau này lên sàn. Đúng rồi. Lên sàn một thời gian đi ha. Đúng rồi. Thì nó sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Thì thực ra thì tương lai rất khó nói. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì đối với tôi, tôi cũng có những cái kế hoạch cũng như là cái đánh giá về cái lợi nhuận là sắp tới, cũng như là các dự án sắp tới triển khai, và những cái đó thì nó phản ánh đến giá cổ phiếu của Khải Hoàng Lan. Thì chia sẻ với Quang Bảo đấy góc nhìn của tôi, thì sau khi mà lên sàn, tôi kỳ vọng cái giá tối thiểu để phản ánh được giá trị Khải Hoàng Lan nó phải là 25.000 trở lên. 25.000 trở lên. Tại sao? Tất nhiên nó phải có căn cứ, đúng không ạ? Nhất chúng ta phải căn cứ trên cái lợi nhuận. Với cái ROE 20% và với cái tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận quá cao đối với các dự án sắp triển khai. Đó, thì cái việc mà định giá chỉ cần PE tầm 10 cũng có thể đạt được trên 25.000. Là một PE rất là bình quân trong ngành thôi, không phải PE cao, là cũng có thể trên 25.000. Chưa kể đến những cái kỳ vọng mà sắp tới những cái đối tác nước ngoài họ vào, họ tham gia đồng hành cùng Khải Hoàng Lan, thì họ sẽ sẵn sàng đầu tư vào Khải Hoàng Lan với những cái vùng giá nó có thể còn cao hơn nữa.
Coi như là giá khởi điểm đấu giá là 10.000, bây giờ là anh Trung đánh giá là 25.000. Wow, nhưng mà trong bao lâu thì chúng ta sẽ còn phải tùy thuộc vào thị trường nữa đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta sẽ tùy thuộc rất nhiều vào thị trường. Nhưng mà đối với góc nhìn của Trung thì cái đó nó sẽ cũng khá là sớm. Tại sao chúng ta nói như thế? Khi mà chúng ta nhìn vào cái Covid đúng không? Chúng ta không ngờ nó gọi là thay đổi nhanh. Và nó cũng gọi là tác động của nó cũng không đến mức như chúng ta nghĩ. Đúng không? Thế là thì chúng ta quay lại cái trạng thái bình thường nó sớm hơn chúng ta dự kiến. Cái điểm thứ hai chúng muốn nói là gì? Chúng ta đang có một cái chính phủ mới. Là chúng ta đang có những bộ luật mới ra đời. Thì đó tạo cái sự rất là tích cực và rất là ổn định cho cái môi trường kinh doanh hiện nay. Rất là nhiều cái mà Trung đã từng chia sẻ với một số nhà đầu tư, ví dụ như 3 tháng trước thì chia sẻ đó là kế hoạch. Tới giờ nó gần như thành hiện thực. Tại vì nó diễn ra nhanh hơn là mình nghĩ. Như là chúng ta đang ở trong cái môi trường kinh doanh nó rất là ổn định. Mọi thứ nó đang gọi là càng ngày nó càng tốt hơn. Môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng nâng hạng rất là cao. Đó, nên cái kỳ vọng của Trung thì cái thời gian cũng như là những cái rủi ro sẽ không có nhiều. Đặc biệt là trong một cái giai đoạn mà chúng ta đã có một cái đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước. Theo như anh Trung nói như vậy là bảo chốt đó. Bây giờ mua được không? Bây giờ nếu như bảo muốn mua, mua được không? Bảo phải tham gia đấu giá rồi. Đấu giá. Tại vì thực sự là nếu như mà thật ra cái gì cũng vậy, chúng ta khi mà đầu tư vào một cái điều gì đó bảo nghĩ á, thứ nhất là về mặt lợi nhuận. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn lợi nhuận đó chính là cái niềm tin vào cái đơn vị mà chúng ta đầu tư. Chúng ta thấy được cái mô hình kinh doanh của họ, chúng ta thấy được cái sự phát triển của họ cũng như là định hướng trong tương lai của họ. Thì khi mà có hết được tất cả những cái đó thì nhà đầu tư họ sẽ yên tâm để mà họ đồng hành cùng với chúng ta. Đúng không ạ? Vậy thì coi như là ngày 19 sắp tới là sẽ là mua cổ phiếu là KHG. Ngày 19 tháng 4 là ngày đấu giá. Đấu giá. À, cái mã nó sẽ là KHG. Mã là KHG. Nhưng mà chỉ còn là còn khoảng một tuần lễ nữa để cho mày tham gia đấu giá thôi. Tham gia đặt cọc thôi. Tham gia đặt cọc. Rồi. Rồi, chắc là sẽ tới cái phần là những cái câu hỏi dành cho anh Trung ha. Những người khán giả. Đây. Bảo thấy ở trên livestream. À. Đây. Bảo cũng thấy đây. Đây. Có một bạn hỏi là em muốn tham gia mở một chi nhánh của Khải Hoàng Land thì điều kiện như thế nào? Chắc bạn này đang là môi giới. Đang mong muốn là phát triển sự nghiệp của mình lên một cái tầm cao hơn đây. Câu hỏi này thì không biết có anh chị nào trong đội phát triển chi nhánh có thể hỗ trợ được không? Tuy nhiên chúng cũng trả lời ở đây là điều kiện thì ta cũng không phải là quá khó để trở thành một cái chi nhánh. Cái điều kiện khó nhất giống như Quang Bảo nói là cái quyết tâm, cái ý chí nỗ lực của chúng ta thôi. Tại vì nếu mà tham gia mà không thành công thì cũng vừa thiệt hại về thời gian, vừa thiệt hại về tài chính, đúng không ạ? Cái sự quyết tâm là cái mà quan trọng nhất. Rồi, ok. Câu hỏi tiếp theo là khi nào thì Khải Hoàng lên niêm yết trên sàn HOSE? Hồi nãy anh Trung có sẽ là tháng 5 đúng không? Tầm tháng 5. Rồi Khải Hoàng Group kết hợp chứng khoán VN Direct để có sản phẩm tài chính kết hợp với bất động sản. Anh Trung có thể nêu một vài ví dụ được không? Bạn này chắc là hiểu rất là sâu và nghiên cứu rất là sâu đấy. Thực ra thì những cái sản phẩm này thì nó cũng sẽ khá là phức tạp, chuyên sâu một chút. Thì khi nào chúng tôi có những cái sản phẩm nó rõ, tôi sẽ chia sẻ nó rõ hơn. Coi như là vẫn đang nằm trong vòng bí mật thưa quý vị. Nhưng mà điều đó sẽ làm cho cái sự này hấp dẫn hơn. Câu hỏi tiếp theo là cho em hỏi là dự án ở Phú Quốc gồm những dòng sản phẩm nào, đất 50 năm hay là lâu dài? Vì em thấy hầu hết đất ở Phú Quốc đều là đất có thời hạn. Cái này hợp lý. Thực ra thì đất ở Phú Quốc thì là đất thường là đất 70 năm. Phú Quốc là đặt cái đặc thù như vậy, đất cho thuê 70 năm. Thì tuy nhiên ở Phú Quốc có một số cái dự án mà có quy mô lớn trên như trên 30 hectare thì sẽ được một phần sẽ chuyển qua làm đất ở lâu dài. Thì đối với dự án Helios này thì sẽ được chuyển khoảng 5 hectare trở thành đất ở lâu dài. Còn đối với sản phẩm thì sẽ có một số cái sản phẩm về biệt thự song lập, đơn lập, một số sản phẩm về nhà phố, shop house và boutique hotel, và cũng như là một số cái sản phẩm khách sạn cũng như là resort. Thì vì thực ra 50 hectare thì khá là to, nên là cái dòng sản phẩm cũng sẽ khá là đa dạng cho nhiều cái nhà đầu tư khác nhau.
Dạ. Dạ rồi. Rồi đó là những cái câu hỏi mà chúng ta vừa nhận được trong cái thời gian vừa qua. Chắc là các nhà đầu tư trong ngày hôm nay chúng ta có đang có khoảng chừng một tiếng trò chuyện với nhau, thì chắc là các nhà đầu tư cũng đã có rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới Khải Hoàn Land, cũng như là những cái dự án trong thời gian sắp tới rồi. Không biết là anh Trung có còn mong muốn là chia sẻ thêm một cái điều gì đó dành cho các nhà đầu tư hay không, và thêm một câu hỏi nữa thôi. Cá nhân Quang bảo là bây giờ bảo muốn tham gia đấu giá thì bảo tham gia đấu giá ở đâu và như thế nào? Cũng có một câu hỏi nữa là giá khởi điểm và như thế nào. Thực ra giá khởi điểm thì mọi người có thể xem thông tin trên web là giá khởi điểm chỉ là từ 10.000 thôi. 10.000. Từ 10.000 trở lên thôi. Yeah. Cái quan trọng nhất là cái giá chúng ta bỏ để được khớp. Tại vì đấu giá là khớp từ trên xuống. Ví dụ như là bạn bỏ thấp thì bạn sẽ không được khớp. Ví dụ người ta bỏ tới 18-19.000 thì sẽ khớp từ trên sẽ khớp xuống. Đó. Còn khi mà chúng ta muốn tham gia đấu giá, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tới những công ty chứng khoán lớn. Thực ra thì có tới 27 công ty chứng khoán tham dự làm đại lý. Thì các bạn có thể tới ví dụ như là SSI, hoặc là HSC, hoặc là VN Direct, hoặc là Zonta, hoặc là ACBS như vậy. Rất là nhiều công ty họ cùng tham gia làm đại lý. Thì chúng ta có thể tới để chúng ta nói họ là muốn tham gia đấu giá Khải Hoàn Land thì họ sẽ hướng dẫn thôi. Còn thêm một câu hỏi gì nữa? Đây, có một câu hỏi bạn hỏi là sắp tới thì có áp dụng Khải Hoàn Land, có áp dụng công nghệ vào kinh doanh không? Như thế nào? Thực ra thì có hai ý chúng có thể chia sẻ. Thứ nhất là việc áp dụng công nghệ hiện giờ cũng có. Cái hình thức có thể khác thôi. Thì như chúng có chia sẻ là bản chất công nghệ là gì? Giúp cho người ta biết thông tin, tìm thông tin để kết nối với bạn môi giới và giúp họ thực hiện những giao dịch sau này. Thì cái việc hiện giờ rất là nhiều các bạn sell của Khải Hoàn Land, họ đã chủ động làm, họ đã làm trang web, họ đã chạy lọc phễu, họ đã làm rất là nhiều cái để khách hàng biết tới những dự án Khải Hoàn Land bán và tiếp cận. Đó, đó là cái điểm thứ nhất về những cái dự án sơ cấp. Điểm thứ hai đó là về những cái thứ cấp. Thì hiện giờ công nghệ hiện giờ Khải Hoàn Land đang chủ yếu là áp dụng cái thứ cấp cho trong nhà thôi, in house chuyển giao dịch thôi. Tại vì đối với Khải Hoàn Land thì cái thứ cấp hiện giờ nó sẽ hiệu quả hơn khi mà có cái giống như cái chợ trong nhà để mọi người trao đổi hàng. Đó, thay vì chúng ta lập một cái trang web để cho mọi người cùng lên post thông tin thì ngày xưa đã từng làm nhưng mà nó cũng chưa hiệu quả. Tại vì khi chúng ta làm một cái trang web cho mọi người cùng post lên á thì nó bị nhiễu thông tin, nó bị rác. Tại vì ví dụ một bạn môi giới đi. Môi giới bạn thường sẽ không có thể không post nó rõ lắm. Nhà hẻm xe hơi, hẻm xe máy, rồi vị trí A, vị trí B thì nó làm cho nhiều lúc là cái người nhu cầu thật họ hơi bị gọi là khó xử một chút. Đó, không biết đâu là thông tin đúng, thông tin sai như thế nào, thì cũng lòng vòng qua môi giới rồi căn này chốt rồi anh ơi, căn kia chưa chốt thì cái mô hình đó thì một số B thành triển khai, nhưng đối với chúng tôi thì nó chưa. Chủ yếu hiện giờ phục vụ trong nội bộ, trao đổi hàng nội bộ. Tuy nhiên là sẽ có những cái group nội bộ với nhau để mà xử lý cái thông tin một cách hiệu quả hơn. Trang web là cộng đồng môi giới. Yeah. Trong đó thì mọi người có thể trao đổi post hàng nội bộ lên. Thì rồi câu hỏi tiếp theo. Dự án ở Gò Găng khi nào triển khai và dự kiến giá thế nào? Chúng tôi đang kỳ vọng nhanh nhất, là nhanh nhất. Có thể bắt đầu vào cuối năm nay là nhanh nhất. Còn kịch bản trung bình, kịch bản bình quân ở giữa đó, thì nó sẽ khoảng năm sau 2022. Giá bình quân thì hiện giờ chưa có bạn ơi. Chưa có giá bình quân. Phải đợi thêm những cái thông tin nhiên, tiếp theo. Tất nhiên là giá nó cũng sẽ phụ thuộc vào một số cái phân khúc khác nhau. Thì đối với một cái dự án lớn đó, thì bao giờ nó cũng sẽ có nhiều cái phân khúc, nhiều cái dòng khác nhau. Trung cấp cao và cao cấp. Dạ rồi. Chắc là cũng khá nhiều câu hỏi rồi. Tính ra tới từ nãy đến giờ là chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau được một tiếng rồi đúng không ạ? Và chắc là đối với các nhà đầu tư
liên quan tới việc là chúng ta sở hữu cổ phiếu của Khải Hoàng Lan có mã là KHG, thì chắc là những cái thông tin liên quan tới các hoạt động kinh doanh về môi giới cũng như là làm chủ nhà đầu tư phát triển trong thời gian sắp tới thì cũng đã được đưa đến tất cả quý vị. Thì Bảo tin là nếu như mà quý vị có thêm bất kỳ một cái thông tin nào nữa thì chúng ta cũng có thể lên trên website của Khải Hoàng Lan, cũng như là nếu mà quý vị muốn đọc báo cáo tài chính hay tất cả mọi thứ thì đều đã có trên website hết rồi. Còn nếu có thắc mắc nữa thì quý vị có thể đặt những câu hỏi đó trên fanpage của Khải Hoàng Lan để mà cho chúng tôi có thể đưa đến quý vị những cái thông tin tốt nhất. Và không còn gì hơn ngoài cái việc là chúng ta sẽ cùng hẹn nhau ngày 19 tháng 4, đúng không ạ? Để chúng ta biết được rằng là liệu rằng cái giá mà quý vị đã đặt vào trong cái tờ đấu giá đó có khớp hay không, mà quý vị có sở hữu được cổ phiếu của Khải Hoàng Lan hay không. Dạ, không biết anh Trung có điều gì muốn chia sẻ nữa hay không với tất cả quý vị? Có một điều cuối Trung muốn chia sẻ thôi. Đó là nhiều người hỏi, họ cũng hỏi riêng Trung là cái kế hoạch của Khải Hoàng Lan nó nhiều thế này, liệu Khải Hoàng Lan nó có làm được không? Đó, thực ra cũng chia sẻ mọi người thế này, Khải Hoàng Lan nó trải qua mười mấy năm, 23 cái chu kỳ kinh tế, 23 chu kỳ bất động sản, vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi. Thế thì đến một cái giai đoạn tốt như thế này mà chúng tôi không triển khai được thì thực sự cũng không biết nói gì. Có nghĩa là chúng tôi đang đứng ở một cái ngưỡng, một cái môi trường, một cái kinh tế vĩ mô nó quá tốt. Và ban điều hành cũng như hội đồng quản trị đang dồn tất cả cái nỗ lực. Tại vì cái sự gọi là ước mơ của bao nhiêu người, vun đắp của bao nhiêu người, chuẩn bị đến bước chúng tôi có thể hái quả. Không có chuyện gì mà chúng tôi lại gọi là để gọi là sấy chân lúc này. Toàn bộ tập đoàn đã tập trung rất là nhiều vào những cái dự án cũng như là những cái kế hoạch đang triển khai, cũng như là việc tìm kiếm, đàm phán, nói chuyện với những đối tác. Đó thì mọi người cũng thấy rằng là từ từ những cái thông tin đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ từ từ. Khi bắt đầu nó có những bước đàm phán nó đến những bước mà chi tiết hơn, có thể công bố được thì chúng tôi sẽ công bố cho quý vị. Đó thì đối với cái vai trò là những cái nhà phát triển bất động sản thì khi mà chúng tôi sở hữu những cái dự án tiềm năng như vậy thì cái chuyện mà những đối tác nước ngoài tới tìm hiểu nó cũng rất bình thường. Thì ai cũng thấy Việt Nam chúng ta là môi trường, một ngôi sao sáng của châu Á, một cái thị trường mà phải bỏ tiền vào. Nếu mà nói theo ngôn ngữ chứng khoán là phải bỏ tiền vào. Tại vì Việt Nam sắp lên thị trường gì đã emerging, thị trường mới nổi rồi. Nếu mà không bỏ tiền Việt Nam thì bỏ đi đâu? Chính xác. Nếu mà tiền ngoài sẽ đổ về như thế nhiều thì cũng một phần cũng sẽ vào Khải Hoàng Lan. Rồi, cảm ơn anh Trung về những chia sẻ ngày hôm nay, và Bảo tin rằng là với những cái thông tin như vậy thì các nhà đầu tư sẽ là những người đưa ra những quyết định thông thái để mà chúng ta quyết định đầu tư vào cổ phiếu của Khải Hoàng Lan. Là Bảo nghĩ là bây giờ là quan trọng là con số bao nhiêu thôi, chúng ta mong muốn đầu tư vào đây bao nhiêu tiền, bởi vì chúng ta đặt niềm tin vào Khải Hoàng Lan. Thì rất là cảm ơn tất cả quý vị, rất là cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để mà theo dõi buổi livestream ngày hôm nay, và hy vọng rằng là quý vị sẽ là những người đồng hành cùng với Khải Hoàng Lan trong thời gian sắp tới bằng việc là sở hữu cổ phiếu Khải Hoàng Lan quý vị nha.